Kênh Diba đưa tin tại thành phố trên cao nằm ở phía tây Bakhmut, lực lượng Moscow tập kích vào các vị trí đối phương trong trường học số 77 ở ngoại ô phía đông. Quân đội Ukraine gài mìn một cách hỗn loạn tại các lối ra từ tiểu khu Khanan dẫn về phía trung tâm thành phố. Kênh Dedoka phân tích chi tiết tình hình theo hướng Jadidka vào cuối ngày 17 tháng 4 khẳng định tam giác quỷ Pemura không cứu được lực lượng vũ trang Ukraine gần Ocheditino. Ukraine có ý định xây dựng vị trí kiên cố nhằm kìm hãm đối phương phát triển trong khu vực Ocheditino bằng một tam giác vững chắc như vậy. Tam giác Ocheditino, Arkhangelskoye, Novokalinovo được mệnh danh là tam giác quỷ Bermuda, rất thuận tiện để Ukraine phòng thủ do lợi thế rào cản về nước cũng như địa hình phức tạp. Cụ thể, sông Kalinovka chảy qua ba khu định cư này khiến đối phương khó di chuyển. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể ngăn được lực lượng Moscow bởi ngay lúc này, các mũi xung kích tiên phong của họ đã bám được vào những ngôi nhà đầu tiên ở ngoại ô Ocheditino, đồng thời gây sức ép mạnh lên hai đỉnh tam giác còn lại. Kênh Shurikamap đưa tin, trên khu vực phía bắc Adipka, lực lượng Moscow phát triển vượt ra khỏi khu nhà nghỉ mùa hè Jura, sau theo tuyến đường sắt đến trạm biển áp xe lửa 110 kV liên kề với hệ thống cống, đồng thời xâm nhập những ngôi nhà đầu tiên ở Ocheditino. Đây là một bước đột phá đáng kể. Điều đó đồng nghĩa rằng về cơ bản lực lượng Moscow xông vào khu định cư và giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông. Nhiều nguồn tin từ Ukraine khẳng định các phân đội tổng hợp do Kiev được thành lập vội vàng đang được tung vào trận chiến để bịt lỗ hổng. Để đạt được chỗ đứng vững chắc và củng cố ở đây, lực lượng Moscow phải tấn công từ cánh trái, tiêu diệt dứt điểm Novokhabukha và Bilichi cho đến khi trước khi việc này được thực hiện, thành công mới nhất sẽ không ổn định. Kênh Diba đưa tin tại Adipka, các đơn vị Nga tiến dọc theo tuyến Umaskoye, Adapodovka. Trên khu vực bắc thành phố, họ cũng phát triển nhanh về Novobamukha và Ocheditino. Kênh Shurikamap đưa tin, tại phía tây thành phố Donetsk, lực lượng Moscow hoàn tất các hoạt động truy quét tại các đường Shechenka, Padikoy Komuni, Vomobo Bezhenia và trường số 3 phía nam Kadabnogovitska. Ngoài ra, các lực lượng Moscow còn chiếm được nhà máy sửa chữa ô tô bị bỏ hoang. Các kênh Karibamets và Yaden xác nhận binh sĩ Nga kiểm soát hoàn toàn phía nam đường sắt ở Kadabnohovka và phát triển thêm về phía bắc vài trăm mét. Có những báo cáo cho thấy lực lượng Moscow đang chiến đấu bên trong khu công nghiệp. Và nếu họ giành được chỗ đứng trong khu vực này, lực lượng Ukraine trong thành phố sẽ thất thủ nhanh. Kênh SGS xác nhận, các mũi xung kích Nga đang phát triển rất nhanh ở Kadabnogorovka. Đây cũng là thành trì chiến lược được Ukraine xây dựng trước khi xung đột toàn diện bùng nổ. Việc chiếm được nó sẽ giúp quân đội Nga di chuyển nhanh chóng đến các thị trấn nhỏ gần đó. Đến thời điểm này, Nga gần như đã chiếm được tất cả thành trì được Kiev xây dựng trước năm 2022, đẩy lực lượng đối phương đến bờ vực sụp đổ. Ukraine Pravda đưa tin, Bộ Tổng thống Tham mưu Ukraine báo cáo tối ngày 17 tháng 4 ghi nhận 71 cuộc đụng độ ở mặt trận trong ngày. Hầu hết các cuộc tấn công đều theo hướng Bakhmut. Tổng cộng, đối phương đã thực hiện 4 đợt tấn công tên lửa và 43 đợt không kích thực hiện 43 đợt tấn công từ pháo phản lực bắn loạt. Bộ Tổng tham mưu khẳng định họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Adipka, Novopavlovska, Marika, Okelov, Zaporizhia, trên hướng Kherson. Đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro tại làng Krenki với hai cuộc tấn công bất thành. Trong ngày, máy bay Ukraine đã không kích vào 8 khu vực tập trung quân Nga, báo cáo viết. Ukraine Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 17 tháng 4 đã xác nhận vụ tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào sân bay Nga ở Yankoy trên bán đảo Crimea. Ông nói, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong lực lượng vũ trang Ukraine của chúng tôi, những người đang chuẩn bị các hoạt động đặc biệt cực kỳ quan trọng, phá hủy trang thiết bị của quân đội Nga, cơ sở hạ tầng chiến đấu của họ. Ông xác nhận, hôm nay lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào quân Nga ở Yankoy tại sân bay. Cảm ơn các chiến binh, cảm ơn vì sự chính xác của bạn, cảm ơn Tổng tư lệnh Shukrai đã tổ chức chiến dịch này. Nga phải thua và mọi mất mát đều là sức mạnh của Ukraine. Theo Politico, trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tập trung tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles hôm 17 tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả phòng không.
Trong bài phát biểu trước những người tham gia Hội đồng châu Âu, ông Zelensky nói, thật không may ở Ukraine, khu vực châu Âu, chúng tôi không có mức độ phòng thủ như tất cả những gì đã thấy ở Trung Đông vài ngày trước. Khi đó, nhờ nỗ lực chung của các đồng minh, gần như toàn bộ tên lửa và máy bay không người lái Iran tấn công Israel đã bị bắn hạ. Ông nói thêm rằng, bầu trời Ukraine và bầu trời của các nước láng giềng xứng đáng được đảm bảo an ninh như nhau. Ông Zelensky cảm ơn Đức vì đã quyết định gửi thêm hệ thống phòng không Patriot, nhưng ông cũng liệt kê các viện trợ quân sự khác mà Kiev cần. Vũ khí cho binh lính của chúng tôi, đạn pháo, xe cộ, máy bay không người lái, bất cứ thứ gì giúp giữ vững mặt trận. Tổng thống Ukraine nói, thật không may, chúng tôi vẫn chưa thấy hàng triệu quả đạn pháo từ Liên minh châu Âu dù được nhắc đến rất nhiều. Một ngày trước đó, ông Zelensky, sau cuộc họp tại trụ sở Tổng tư lệnh tối cao đã nói rằng các quốc gia phương Tây có thể giúp Ukraine tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga giống như họ giúp đỡ Israel trong các cuộc tấn công của Iran. Nhà Trắng cho biết Washington đã bác bỏ bất kỳ hoạt động tham chiến nào trong cuộc xung đột ở Ukraine. Vì vậy, nước này sẽ không bắn hạ các máy bay không người lái của Nga như họ và các đồng minh đã làm vào cuối tuần trước ở Israel. Guardian đưa tin, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels đã đề xuất mua hệ thống phòng không Patriot từ các quốc gia sở hữu, nhưng không muốn chuyển chúng sang Ukraine. Thủ tướng Hà Lan lưu ý, nhu cầu cung cấp Patriot cho Ukraine là cấp thiết khi nói, chúng tôi biết rằng nhiều quốc gia sở hữu hệ thống Patriot, nhưng họ không muốn cung cấp chúng trực tiếp. Chúng tôi có thể mua từ họ và giao hàng đến Ukraine. Chúng tôi có tiền, rất quan trọng. Ukrinform đưa tin, sau kết quả của ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, hỗ trợ Ukraine không phải là vấn đề dễ tính bằng tháng, mà là tính bằng ngày và tuần. Ông nói, việc cung cấp sự hỗ trợ đó đối với Ukraine không phải là vấn đề vài tháng, mà là vài ngày và vài tuần. Điều rất quan trọng là chúng tôi phải giữ lời hứa của mình. Tôi đảm bảo với bạn rằng, tất cả những người tham gia, tất cả các bên quan tâm đang làm mọi thứ trong khả năng và nỗ lực đẩy nhanh quá trình này. Ông nhấn mạnh, trong một thời gian rất ngắn, chúng ta đã tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng và công nghiệp. Nhưng điều này là không đủ. Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa và nếu được thì sử dụng những gì đã có, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Ông Michel lưu ý, trong cuộc họp, lãnh đạo các nước EU một lần nữa thể hiện sự đoàn kết, đặc biệt là trong việc hỗ trợ Ukraine. European Press đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sẵn sàng ký nếu Quốc hội thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho Ukraine, Israel và Đài Loan do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đề xuất. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, ủng hộ mạnh mẽ các dự luật do ông Johnson đề xuất nhằm hỗ trợ Israel và Ukraine, cũng như tăng cường an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nói thêm, Israel phải đối mặt với các cuộc tấn công từ Iran và Ukraine, phải đối mặt với các cuộc ném bom liên tục từ Nga, vốn đã leo thang đáng kể trong tháng qua. Hạ viện nên thông qua gói viện trợ trong tuần này và Thượng viện nên nhanh chóng làm theo. Tổng thống Mỹ hứa sẽ ký ngay các dự luật để gửi thông điệp tới thế giới. Chúng tôi sát cánh cùng bạn bè và sẽ không cho phép Iran hay Nga thành công. Như đã đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 4 đã đưa ra các dự luật riêng rẽ nhằm giúp đỡ các đồng minh của Mỹ, trong đó gồm Ukraine, đồng thời công bố một sáng kiến riêng nhằm bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng và các dự luật phải diễn ra trước tối thứ Bảy, ngày 20 tháng 4. Dự luật tài trợ bổ sung cho Ukraine do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson soạn thảo đề xuất phân bổ khoảng 61 tỷ USD cho việc này, cũng như nhanh chóng chuyển tên lửa ATACMS tầm xa sang Ukraine. Dự luật cung cấp gần 28 tỷ USD cho tất cả các hoạt động liên quan đến hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, trong số này gần 13,8 tỷ USD cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, được phân bổ cho chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Theo đó, Lầu Năm Góc ký hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ để cung cấp cho Kiev vũ khí và thiết bị mới. Hơn 13,4 tỷ USD khác được sử dụng để thay thế và sửa chữa vũ khí được chuyển đến Ukraine, cũng như tài trợ cho việc đào tạo người Ukraine. Ngoài ra, theo chương trình tài trợ quân sự nước ngoài, cung cấp các khoản tài trợ để mua vũ khí từ các nhà sản xuất. Dự án của ông Johnson bao gồm 1,6 tỷ USD. Mọi điều khoản riêng của dự luật đề xuất rằng chính quyền ông Joe Biden phải càng nhanh càng tốt chuyển tên lửa tầm xa ATACMS sang Ukraine. Đồng thời, Tổng thống Mỹ có thể hoãn quyết định này nếu nó gây tổn hại đến lợi ích an ninh quốc gia Mỹ.
về hỗ trợ kinh tế, dự luật cung cấp khoản vay 7,85 tỷ USD cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành, chính quyền phải cung cấp cho Quốc hội một báo cáo về tất cả vũ khí và nguồn tài trợ liên quan mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Và trong vòng 60 ngày phải đệ trình một báo cáo về cách kiểm soát việc đăng ký vũ khí. Ngoài ra, trong vòng 45 ngày, Quốc hội Mỹ phải nhận được từ chính quyền ông Biden một chiến lược hỗ trợ Ukraine. Chiến lược này sẽ kéo dài nhiều năm và bao gồm danh sách các mục tiêu cụ thể mà chính quyền tìm cách đạt được.